Rồi chào bạn, thì như là cái tựa đề video qua thì trong clip này mình sẽ trên tay nhanh cho bạn xem một cái chiếc tính bảng mới tầm trung của nhà Samsung, đó là chiếc Galaxy Tab A8. Thì cái máy này á, mình mượn được bên Mai Nguyên ha, và cái giá của nó hiện tại khoảng là 8 triệu rưỡi. Thì cái hộp của nó sẽ như thế này bạn, nó rất là cơ bản thôi, nó sẽ có hai màu, đó là màu đen và màu xám đó. Cái hộp cơ bản là như vậy, còn phụ kiện kèm theo á, thì mình sẽ có hai món thôi, đó là một cái sợi cáp sạc và một cái củ sạc như thế này. Thì cái củ sạc này nó chỉ có cái công suất sẽ là 7,5W, trong khi cái máy này nó lại hỗ trợ lên tới là 15W, cho nên là mình cũng không có rõ là Samsung cho cái cục này làm gì ha, nó thà đừng cho nó sẽ hay hơn. Rồi ok, đó là về cái phụ kiện cũng như là về cái hộp. Thì quay trở lại về cái chiếc máy đây ha, đây là cái chiếc Samsung Galaxy Tab A8 phiên bản 2022. Khi bạn mua cái máy này về á, bạn sẽ có được là một cái chiếc máy tính bảng có một cái màn hình kích thước lớn lên tới là 10.5 inch. Đây nó. Nhưng mà nó lại có một cái thân hình nó mỏng, nhẹ, và cái phần vỏ bên ngoài bạn thì nó bằng kim loại, cho nên là bạn cầm bằng một tay á, bạn xài trong thời gian dài thì cũng rất là ok. Đây. Đó, rất là mỏng ha. Và đây là cái cạnh phải của nó nè, bạn sẽ có là nút tăng giảm âm lượng cũng như nút nguồn. Còn cái phần cạnh trái này á, thì nó sẽ là cái nơi đây phải không? Để cái nơi mà nó sẽ là có cây sim và thẻ nhớ nè. Và cái máy này thì nó chỉ hỗ trợ đó là một sim và một thẻ nhớ thôi, cũng như là nó sẽ hỗ trợ thẻ nhớ lên tới là 1T. Còn đây là cái phần cạnh dưới thì bạn sẽ có là hai cái loa và cổng USB-C và thêm một cái jack 3.5 nữa được đặt đứt là sát ở phần góc như thế này. Đó. Còn cạnh trên này thì nó sẽ là thêm hai cái loa nữa. Thì cái máy này nó sẽ có tất cả là 4 loa và hỗ trợ cái công nghệ âm thanh, đó là Dolby Atmos. Nó hẹn sẽ mang lại một cái trải nghiệm âm thanh khi bạn có xem phim, chơi game đó cũng rất là ok ha. Còn đây là cái phần mặt sau, thì mặt sau của cái máy này thì nó bằng kim loại, chỉ có riêng cái phần viền đen phía trên á thì nó bằng chất liệu nhựa, để đó là cái nơi mà bố trí cái anten thu sóng. Samsung logo ở đây và một cái cụm camera sau được làm dạng tròn lên, hơi nhỏ nhỏ như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái phần màn hình ha. Thì chiếc Galaxy Tab A8 này á, nó sẽ có kích thước là 10.5 inch và dùng cái tấm nền đó là TFT LCD được phân giải là Full HD Plus với cái tỷ lệ nó là 16:10. Thì mình đánh giá cái chất lượng màn hình của con này thì nó cũng chỉ dừng lại ở mức khá thôi ha, chứ vẫn chưa thực sự là xuất sắc. Nó vẫn đủ mang lại cho bạn những cái trải nghiệm cơ bản hàng ngày, cho bạn lướt web nè, bạn có xem nội dung cũng như là Facebook các kiểu á. Nhưng mà nếu mà gọi là đã mắt thì bạn có chơi game hay là bạn có xem phim ở trên Netflix chẳng hạn đi, thì cái màn hình này nó vẫn chưa có đã. Thứ hai nữa là cái độ sáng màn hình của con này thì vẫn chưa có cao, cho nên là bạn mà có ngồi ở ngoài trời thì mình nghĩ là cái màn hình này bạn xem nó sẽ hơi khó chịu ha, hơi khó nhìn thấy. Nhưng tổng thể thì đây là một cái chiếc máy tầm trung mà nó chủ yếu là hướng đến những người dùng cơ bản hoặc là những ai mà cần mua máy này về, đặc biệt là trẻ em á, mua để mà học online á, thì như vậy thì cũng gọi là quá ổn, quá ok. Qua đó thì mình thấy là cái viền màn hình của cái chiếc máy này á, thì nó không phải thuộc dạng là siêu mỏng, nhưng bù lại thì nhờ cái viền đen hơi dày này á, khi bạn cầm máy á, thì nó sẽ không có bị lẹm vào cái phần màn cảm ứng. Thì phía trên mà sẽ có là một cái camera trước nè ha, độ phân giải là 5 chấm và nó cũng hỗ trợ là bạn như là học online hay là mình chat video call gì đó, cũng như là nó vẫn hỗ trợ là nhận diện gương mặt 2D để mà mở khóa máy. Còn cái phần camera sau á, thì nó sẽ có độ phân giải là 8 chấm, nó hỗ trợ gọi là quay full HD luôn. Thì mình sẽ thử mở cái camera cho bạn coi ha. Đây, camera đây, nó đây là cái cam trước ha, 5 chấm, mình đang quay bằng điện thoại nè, thấy không, đó, thấy chưa, và có chuyển qua góc rất rộng nè, đó, ok. Bây giờ mình chuyển qua góc, mình sẽ chuyển qua cái camera sau này ha, đây là cái cam sau của nó nè. Nói chung thì camera trên máy tính bảng cái con này thì mình cũng không có đánh giá cao lắm, chỉ là đủ xài thôi. Rồi cuối cùng đó là về cái phần cấu hình, thì chiếc Galaxy Tab A8 này á, thì nó đặc biệt là con chip xử lý là Unisoc T618 8 nhân và được sản xuất trên cái tiến trình đó là 12 nanomet ha. Nó sẽ có là 4 GB và 64 GB bộ nhớ trong, cũng như là được cài đặt sẵn cái giao diện là One UI Core 3.1 dựa trên cái nền hoạt hành là Android 11. Và pin con này á, sẽ là 7040 mAh và hỗ trợ sạc nhanh đó là 15W. Thì mình đánh giá là với cái con chip trên cái chiếc Galaxy Tab A8 này á, thì nó chỉ đáp ứng gọi là tốt, ổn cho những cái nhu cầu cơ bản hàng ngày như lướt web, YouTube, Facebook, Zalo, Viber hay là học hành thôi. Còn bạn nào mà mua máy này về mà có nhu cầu chơi game á, thì mình thấy là hơi đuối nha. Đấy, thì bây giờ mình sẵn tiện mình cũng sẽ mở một cái game mình test cho bạn coi luôn. Đây là cái game KOF All Star, một cái game mình rất là hay chơi luôn. Đây, đồ họa rất đẹp nha. Chơi thử một một màn nhanh thôi để cho bạn thấy được là cái hiệu năng của nó cũng như là cái loa ngoài của nó nghe nó to như thế nào nha. Đây. Đó. Ready, go!
Đó, thấy không, là nó đã có hiện tượng giật lắc rồi ha. Bù lại thiệt lo nghe, rất là lớn luôn. Và cái độ sáng của cái màn hình này bạn, dù mình ngồi trong phòng đó nhưng mà nó vẫn không có cao lắm, cho nên bạn thấy là vẫn nó hơi không được gọi là sáng. Rồi, thì đó là về cái phần test nhanh thử năng bạn ha. Ok, thì như vậy nó có một cái video mình trên test nhanh cho bạn xem một cái chiếc máy tính bảng tầm trung mới của nhà Samsung, đó là chiếc Galaxy Tab A8 phiên bản hàng 2022. Thì với mức giá bán là khoảng 8,5 triệu đồng, thì bạn nghĩ sao về cái chiếc máy tính bảng này? Thì bạn việc comment bên dưới video ha. Đó, bạn sẽ có là một cái chiếc máy to, một cái kích thước lớn, mỏng, nhẹ và một cái cấu hình gọi là đủ dùng cho những nhu cầu cơ bản về hàng ngày, hoặc là bạn có mua về để mình học online á thì cũng là ok. Rồi, chào các bạn.